Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Design Thinking. Thì Design Thinking là một lối tư duy cũng như là một phương pháp và là công cụ để mà chúng ta có thể dùng để tiếp cận và giải quyết những vấn đề phức tạp trong mọi lĩnh vực khác nhau, từ phát triển sản phẩm dịch vụ cho tới những bài toán về sức khỏe cộng đồng, giáo dục, môi trường, vân vân. Những cái ví dụ mà tiêu biểu cho việc áp dụng Design Thinking trong những cái doanh nghiệp công nghệ thì có thể kể đến là Uber Eats, Netflix hay là Airbnb. Thì link tới những cái case study đó bạn có thể tìm thấy trong video description. Thì Design Thinking có những đặc điểm như sau. Thứ nhất là nó dùng cái yếu tố con người làm trọng tâm, human centric. Thì Design Thinking chú trọng cái tâm tư, tình cảm, nhu cầu của người dùng đối với sản phẩm và ưu tiên cái việc nghiên cứu kinh nghiệm người dùng, bám sát thực tiễn để mà tìm được những cái hiểu biết sâu sắc về cái trọng tâm vấn đề hay là hiểu biết về cái khách hàng của bạn. Thứ hai là Design Thinking khuyến khích sự sáng tạo, out of the box thinking, có nghĩa là suy nghĩ ngoài cái khuôn khổ đó, và cũng khuyến khích đặt ra là nhiều câu hỏi để tư duy và tìm ra hướng đi và giải pháp đúng đắn. Thì không có câu hỏi nào là câu hỏi silly cả. Thứ ba đó là nó cũng coi trọng việc phát thảo và xây dựng những cái bản thảo nhanh chóng, gọi là prototype hay là modeling, để phục vụ cho việc nghiên cứu. Cái này gọi là learning through building đó. Và cuối cùng, design thinking là một cái iterative process, có nghĩa là mình lặp đi lặp lại những cái quá trình trên. Và cái phương pháp Design Thinking giúp người sử dụng nó có thể tiếp cận và giải quyết những vấn đề rất là phức tạp, hay là những vấn đề chưa được hiểu một cách thấu đáo, hay là chưa được định nghĩa một cách đúng đắn. Design Thinking có 5 bước như sau. Bước thứ nhất là Empathize, có nghĩa là mình nghiên cứu để mình hiểu rõ hơn về khách hàng, về người sử dụng sản phẩm dịch vụ. Và đâu là tâm lý người dùng, đâu là những cái niềm trăn trở, những khó khăn mà họ phải gặp phải. Và Design Thinking cũng nhấn mạnh việc là phải hoàn toàn gọi là đắm chìm trong cái trải nghiệm của khách hàng để mà có thể hiểu rõ khách hàng hơn, thay vì chỉ là nghiên cứu suông trên giấy. Ví dụ như bạn đang muốn phát triển một sản phẩm để mà phục vụ cho các bác tài xế xe tải chẳng hạn, thì bạn phải bỏ thời gian ngồi trên xe cùng với lại bác tài, ngay bên cạnh bác tài, quan sát và tìm hiểu trong một ngày là bác tài có những nhiệm vụ gì, gặp gỡ ai, có những giấy tờ gì cần phải chuẩn bị, vân vân. Bước thứ hai, đây là định nghĩa vấn đề. Thì đây là hiểu rõ vấn đề mà bạn cần giải quyết. Đâu là những cái điểm chung, những cái pain points mà khách hàng đang trải qua. Và dựa trên những cái kết quả nghiên cứu mà bạn tìm thấy trong cái bước đầu đó, chúng ta cũng có thể nhân cái cơ hội này để mà định vị là đâu là những cơ hội mà sản phẩm hay dịch vụ của bạn có thể giải quyết được những cái pain point trên. Thì hai bước tiếp theo sẽ là tư duy để tìm ra những giải pháp khả thi, và sau đó là xây dựng những cái bản phát thảo nhanh để phục vụ cho việc tìm hiểu rõ hơn về tính khả thi của những cái ý tưởng đó. Trong quá trình này, chúng ta khuyến khích cả đội đưa ra càng nhiều idea càng tốt, càng nhiều ý tưởng càng tốt, ngay cả những cái ý tưởng gọi là điên rồ cũng không sao, vì đó chính là cách mà chúng ta khuyến khích sự sáng tạo, thinking outside the box. Và sau đó chúng ta sẽ chọn lọc để tìm ra những cái idea nào thì thích hợp để mà xây dựng và phát triển những cái prototype, những phát thảo nhanh trong cái bước tiếp theo. Thì cái quá trình này gọi là divergent và convergent thinking. Thì có thể hiểu nôm na là chúng ta giống như là khuếch tán và hội tụ những cái ý tưởng, và để chọn lọc ra những cái ý tưởng mà mình muốn đem tới cái bước sau để phát triển. Thì một điểm mà rất là quan trọng khi bạn xây dựng những cái ý tưởng và những cái prototype này đó, thì bạn phải tiếp cận khách hàng để mà lấy ý kiến phản hồi, gọi là user feedback. Thì đây chính là bước thứ 5, test. Thì việc xây dựng prototype nhanh chóng và test liên tục có thể giúp chúng ta rút ra những cái bài học để kiểm định những cái giả thuyết hay là những cái giải pháp mà bạn đặt ra nó có khả thi hay không, và có thực sự giải quyết được cái vấn đề mà bạn tìm thấy ban đầu hay không. Thì xin lưu ý, Design Thinking không phải là một cái quá trình thẳng tắp, mà nó hoàn toàn có thể đi từ bước này sang bước khác và bổ sung cho nhau. Ví dụ,
Như khi bạn test thì bạn có thể hiểu rõ hơn về khách hàng của mình. Thì như vậy là giống như mình quay lại cái bước empathize. Hay là khi mình xây dựng prototype, thì khi mình làm việc một cách thực tế thì mình mới biết được là mình có thể hiểu hơn cái những cái ý tưởng của mình và có thể là mới đưa ra thêm nhiều cái ý tưởng mới. Thì giống như là từ cái bước prototype mà quay lại cái bước ideation. Tóm lại, design thinking không phải chỉ là một cái quy trình mà nó còn là một cái tư duy để giúp cho chúng ta tiếp cận và giải quyết những cái vấn đề thực tế. Và nó cũng thúc đẩy cái sự uyển chuyển và những cái sáng tạo, gọi là innovation đó, trong một cái môi trường mà rất là phức tạp và thay đổi một cách liên tục như hiện nay. Thì thêm nữa là design thinking giúp chúng ta đạt được mục tiêu cuối cùng, chính là tìm được cái khoảng giao thoa giữa những cái gì mà khách hàng mong muốn với những gì mà khả thi về mặt kỹ thuật và những cái gì khả thi về mặt kinh doanh. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video lần sau.